Nhật Bản, đất nước xinh đẹp với những đặc trưng văn hóa độc đáo, luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với du khách khắp thế giới. Trong số các mùa lễ hội và sự kiện đặc sắc của Nhật Bản, mùa hoa anh đào được xem là một trong những thời điểm đáng chú ý nhất trong năm. Mỗi năm, khi xuân về, Nhật Bản lại chào đón một mùa hoa anh đào đẹp như mơ, đúng nghĩa với câu vạn dặm đào hoa. Vẻ đẹp tràn ngập của hoa anh đào đã thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi đến đây để tham quan và tận hưởng sự lãng mạn dịu êm đến mê hoặc của những cánh hoa bé nhỏ này. Lịch sử và nguồn gốc của việc ngắm hoa anh đào ở Nhật rất lâu đời và đặc biệt được xem là biểu tượng văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Ngắm hoa anh đào được cho là có từ thời kỳ Nara 710 đến 794, khi hoa anh đào được mang về từ Trung Quốc và được trồng ở các khu vườn của các quốc vương Nhật Bản. Người Nhật đã dần dần phát triển nó thành một nghi lễ thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao sự sống. Vào thời Heian, hoa anh đào chuyển từ tên gọi hoa mận sang hoa anh đào. Theo Nihonkoki, biên niên sử sau này của Nhật Bản, nguồn gốc của việc ngắm hoa anh đào được ghi lại là từ một bữa tiệc có tên Kenno Sesu do Hoàng đế Seger tổ chức. Hanami từng là sự kiện dành cho giới quý tộc nhưng sau thời Kamakura, nó đã lan rộng đến tầng lớp võ sĩ đạo. Những tác phẩm nổi tiếng về ngắm hoa anh đào có Yoshino Hanami và Daigo Hanami của Hayoshi Toyotomi. Nhật Bản có rất nhiều địa điểm để ngắm hoa anh đào, tùy vào sở thích và lịch trình của từng người mà chúng ta có thể lựa chọn điểm đến phù hợp. Để giúp du khách lần đầu đi ngắm hoa anh đào có được trải nghiệm tuyệt vời nhất, chúng ta cùng điểm qua những thông tin hữu ích về hoa anh đào, địa điểm ngắm hoa, ẩm thực và các lưu ý cần thiết sau. Hoa anh đào là những biểu tượng của mùa xuân và nghĩa là sự phục sinh của sự sống sau mùa đông lạnh giá. Ba loại hoa anh đào nổi tiếng nhất Nhật Bản là 1. Somei Yoshino, loại hoa anh đào phổ biến nhất ở Nhật Bản, có màu trắng với những đốm hồng nhạt, được trồng rộng rãi tại Tokyo và các vùng phía đông của đất nước. Cây Somei Yoshino thường cao khoảng 5-6 mét. 2. Shidarezakura, loại hoa anh đào rũ, có nhánh thấp và mảnh, thường lượn lờ theo những cơn gió. Có nhiều ở vùng Kanto, Shidarezakura có hoa màu hồng nhạt và trắng. Hoa của Shidarezakura cũng khá nhỏ, chỉ khoảng 3-4 cm. 3. Yamazakura, loại hoa anh đào được trồng nhiều ở vùng núi và có hoa màu hồng nhạt. Các nhánh của Yamazakura có kích thước nhỏ hơn so với Somei Yoshino và Shidarezakura, thường chỉ cao khoảng 3-4 mét. Tuy nhiên, Yamazakura lại có thời gian nở rộ kéo dài hơn, khoảng 2 tuần vào giữa tháng 4. Có rất nhiều nơi ở Nhật Bản mà bạn có thể thưởng thức hoa anh đào, nhưng vì bạn đang ở đây, bạn có muốn đi ngắm hoa anh đào được cho là đỉnh cao không? Dưới đây là chi tiết về 3 điểm ngắm hoa anh đào hàng đầu Nhật Bản. 1. Vườn hoa Ueno Tokyo là một trong những công viên lớn nhất nằm tại trung tâm Tokyo. Vườn hoa Ueno có khoảng 1.200 cây hoa anh đào Somei Yoshino. 2. Lầu đài Himeji, Hyogo là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Lầu đài có khoảng 1.000 cây hoa anh đào Somei Yoshino. 3. Thung lũng Yoshino, Nara là một trong những khu vực ngắm hoa anh đào lâu đời có hơn 30.000 cây hoa anh đào Somei Yoshino và Yamazakura. 3. Cây hoa anh đào có tuổi thọ cao của Nhật Bản là Miharu Takizakura, tỉnh Fukushima, hơn 1.000 năm tuổi. Yamadaka Jindaizakura, tỉnh Yamanashi, khoảng năm 1800 đến năm 2000 tuổi. Cây anh đào mực nhạt Neodani, tỉnh Gifu, hơn 1500 năm tuổi. 3 điểm ngắm hoa anh đào vào ban đêm hàng đầu của Nhật Bản là 1. Thành phố Hirosaki, Aomori, với khoảng 2600 cây hoa anh đào và được chiếu sáng đêm khá nhiều. Trong mùa hoa anh đào, khu vườn này sẽ mở cửa đến 22 giờ để du khách có thể ngắm hoa anh đào ban đêm. 2. Thành phố Nagoya, Aichi, khu vực ngắm hoa anh đào trên dòng sông Yamazakigawa ở Nagoya được chiếu sáng bởi hơn 100.000 bóng đèn LED tạo nên một không gian thần tiên vào ban đêm. Khu vực này có khoảng 1.300 cây hoa anh đào và được chiếu sáng từ lúc mặt trời lặn cho đến 22 giờ. 3. Thành phố Fukuoka, Kyushu, công viên Maizuru ở thành phố Fukuoka là một điểm ngắm hoa anh đào ban đêm đẹp nhất ở Nhật Bản. Khu vực có khoảng 1.000 cây hoa anh đào và được chiếu sáng bởi hơn 1 triệu bóng đèn LED.
Ngoài ra, các điểm ngắm hoa anh đào khác như vườn hoa Shinjuku Gyoen ở Tokyo và khu vực đền Yoyogi ở Tokyo cũng được chiếu sáng ban đêm vào mùa hoa anh đào. Bạn nên kiểm tra lịch chiếu sáng và thời gian mở cửa trước khi đi tham quan. Ăn gì trong khi ngắm hoa anh đào? Niềm vui thực sự là vừa ăn những món ăn ngon vừa ngắm hoa anh đào. Chúng ta nên chuẩn bị hoặc mua trước những món sau để tránh phải chờ đợi ở những điểm ngắm hoa. Sushi là món không thể thiếu trong những dịp đẹp trời như ngắm hoa anh đào. Cùng nhau trải những tấm khăn và bày trí món ăn thức uống dưới những tàn cây thật tuyệt khi ăn sushi như sushi inari, sushi cuộn và sushi temari trong khung cảnh lãng mạn này. Ngoài ra, cần có thêm các món karaage, khoai tây chiên, trứng chiên, bánh mì sandwich. Bánh mì trái cây đang trở thành một tiêu chuẩn ngày nay. Bánh sandwich với kem tươi và các loại trái cây như dâu tây, cam quýt, muscat nhìn đẹp mắt và có thể dùng làm món tráng miệng. Bánh bao hanami, sakura mochi là kẹo mochi bọc trong lá hoa anh đào muối, là một loại bánh kẹo đặc trưng của Nhật Bản được ăn trong dịp ngắm hoa anh đào. Những lưu ý để có chuyến đi ngắm hoa trọn vẹn, chuẩn bị mang theo đồ ăn ngon và rượu sake để hòa mình thưởng thức không khí mùa xuân. Kiểm tra thời tiết và địa điểm ngắm hoa, bạn nên kiểm tra trước thời tiết để chuẩn bị quần áo phù hợp cũng như lịch trình di chuyển và thời gian mở cửa của các địa điểm ngắm hoa. Chuẩn bị máy ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Chọn thời điểm thích hợp, bạn nên đi vào buổi sáng hoặc chiều sớm để tránh đông đúc và có thể tận hưởng sự yên tĩnh của khu vực ngắm hoa. Tôn trọng văn hóa địa phương, khi đi ngắm hoa anh đào, bạn nên tôn trọng văn hóa địa phương và các quy định ứng xử tại địa điểm. Hoa anh đào đã nở rộ, bạn có muốn ra ngoài ngắm hoa anh đào cùng bạn bè, người yêu hay gia đình không? Nếu lỡ bỏ qua mùa hoa năm nay, chúng ta luôn còn những năm khác để thử một lần hòa mình vào suối hoa anh đào cùng nhau. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi ngắm hoa anh đào.